các nhà khảo cổ học tìm thấy hệ thống đường dốc cổ tại địa điểm ở sa mạc phía đông Ai Cập. Theo các nhà nghiên cứu, đây có thể là một hệ thống đường dốc và dòng dọc phức tạp đã được người Ai Cập cổ đại sử dụng để xây dựng các kim tự tháp. Du lịch châu Âu, trong một tìm kiếm mới gần đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những con dốc bằng đá của người Ai Cập cổ đại có niên đại 4.500 năm trong một mỏ đá ở sa mạc phía đông của quốc gia này. Các nhà nghiên cứu tin rằng chính hệ thống này đã nâng những khối đá nặng hàng trăm kg lên cao qua những chiếc xe trượt tuyết khổng lồ nhằm giảm tải cho công nhân khi kéo các khối đá khổng lồ. Công nghệ này có thể đã cho phép người Ai Cập chuyên chở những khối đá lớn lên dốc lên cao để xây dựng kim tự tháp vĩ đại, kỳ quan duy nhất còn sót lại của thế giới. Đoạn đường dốc cổ này được phát hiện tại mỏ đá Hadrut bởi các nhà nghiên cứu từ Viện Khảo Cổ học Phương Đông của Pháp ở Cairo và Đại học Liverpool. Nó được bao quanh bởi hai cầu thang được lót bằng đá. Trên đó, dây thường được buộc vào các cọc gỗ lớn chắc chắn để kéo các khối đá khổng lồ. Các công nhân bước lên cầu thang ở hai bên của khối, kéo sợi dây khi họ đi. Đây là hệ thống máy móc thủ công nhằm giảm bớt gánh nặng cho các tải trọng khổng lồ. Các nhà nghiên cứu cho biết, các cột gỗ lớn, dày tới 0.5m là chìa khóa của hệ thống. Chúng cho phép các nhóm công nhân dùng những sợi dây chắc chắn luồn qua đó và kéo từ các hướng lên ảnh minh họa. Sự sắp xếp cho phép công nhân lôi được các khối đá khổng lồ lên, và tất cả các lực lượng sẽ được tác động theo cùng một hướng. Tiến sĩ Roland Enbach, Đại học Liverpool, cho biết, phát hiện này rất có ý nghĩa vì những tảng đá được nâng lên từ mỏ đá có kích thước tương đương với những khối đá được sử dụng để xây dựng kim tự tháp vĩ đại. Phần còn lại của hệ thống đường dốc 4.500 năm tuổi đã được khai quật tại một mỏ đá cổ ở sa mạc phía đông. Các chuyên gia nói rằng một thiết kế như vậy sẽ giảm bớt một số gánh nặng cho các công nhân phải gánh chịu những tải trọng khổng lồ này. Đường dốc được sử dụng trong xây dựng đã bị loại bỏ sau khi hoàn thành. Có nghĩa là các kỹ thuật được người Ai Cập sử dụng để xây dựng kim tự tháp khổng lồ vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện thú vị này cho thấy dấu hiệu rõ ràng nó có niên đại ít nhất là dưới triều đại của Khufu, người đã xây dựng kim tự tháp vĩ đại dài gần 150m. Điều này cho thấy tại thời điểm kim tự tháp vĩ đại đang được xây dựng, công nghệ này cũng đang được sử dụng. Tiến sĩ Enbach chia sẻ, các nhà khảo cổ từ lâu đã cho rằng người Ai Cập đã sử dụng các đường dốc để xây dựng kim tự tháp vĩ đại, nhưng hệ thống đường dốc đó hoạt động như thế nào vẫn còn là một bí ẩn trong nhiều thế kỷ. Và phát hiện này có thể coi là một bước gần hơn để hiểu cách kim tự tháp vĩ đại của Ai Cập được xây dựng từ hàng ngàn năm trước bằng cách nào. Cũng từ lâu, người ta đã nghĩ rằng sẽ phải có các con đường dốc cho phép công nhân kéo các khối quá lớn. Phát hiện mới cho thấy các đường dốc có độ nghiêng lên tới 20%, được quản lý thông qua hệ thống dòng dọc phức tạp. Hệ thống này bao gồm một đường dốc trung tâm đặt hai bên cầu thang với nhiều cọc gỗ lớn. Tiến sĩ Ioannis Gordon, đồng giám đốc của bộ phận khảo cổ tại Hadrut, cho biết, sử dụng một chiếc xe trượt tuyết mang một khối đá và được gắn bằng dây thừng vào các cột gỗ này, người Ai Cập cổ đại có thể kéo các khối đá lớn ra khỏi mỏ đá trên các sườn dốc rất cao.